Kính thưa quý vị, chiều ngày 26 tháng 4 năm 2024, ông Vương Đình Huệ đã xin từ chức vì đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và chịu trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm ông Vương Đình Huệ gây ra đã khiến cho dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân. Trước đó một tháng, cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã phải viết đơn xin từ chức do vi phạm những điều đảng viên không được làm. Dư luận hiện nay đang rất lo lắng. Trong cán cân quyền lực của tứ trụ, Việt Nam đang khuyết vị trí đó là Chủ tịch nước và rất cần người có đủ đức, đủ tài, toàn vẹn để cáng đáng trách nhiệm với đất nước. Chính vì những điều này đã nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam bất ổn rồi, nội bộ chính trị Việt Nam đang đấu đá quyết liệt, Việt Nam sẽ bị lung lay. Vậy sự thật, Việt Nam có bất ổn hay không? Hay đó là một tin vui để Việt Nam phát triển hơn? Để trước khi đi vào vấn đề chính của nội dung video ngày hôm nay, vấn đề tham nhũng và phòng chống tham nhũng luôn để lại cuộc sinh tử thành bại của muôn thời, của mọi quốc gia, dân tộc trên toàn cầu. Từ cổ chí kim, kinh nghiệm lịch sử từ các quốc gia từ xưa tới nay cho thấy rằng không có bất cứ một thể chế nào, một quốc gia dân tộc nào tuyệt đối không có tham nhũng, không có một sự thịnh vượng hay phát triển nào ở bất cứ quốc gia nào hay dân tộc nào nếu không phòng chống tham nhũng một cách kiên quyết và hiệu quả. Với chúng ta, việc nhà nước thịnh vượng hay suy vong, dân tộc hùng cường hay là hèn kém luôn gắn chặt với việc chống tham nhũng thế nào và làm tới đâu. Cách đây hơn 250 năm, chuyện ngũ hỏa quốc vong mà bảng nhãn Lê Quý Đôn tổng kết đã cảnh báo 5 nguy cơ làm mất nước. Một là trẻ không kính già, hai là trò không trọng thầy, thứ ba là binh kiêu tướng thoái, thứ tư là tham nhũng tràn lan, thứ năm là sĩ phu hoành mặt. Theo đó, nếu chỉ phạm vào 100 năm điều hỏa ấy thôi, cũng đủ để quốc sĩ bị tổn thương, liêm sĩ khó mà giữ trọn năm hỏa ấy. Hồi lại thì quốc sĩ mất liêm sĩ cũng tan, thì đất nước tiêu vong, thân phận mỗi người tự do cũng theo đó mà tán thấp. Từ kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng, phòng chống tham nhũng là quyết sách chiến lược mang ý nghĩa sinh tử mất còn của thể chế, của quốc gia, của dân tộc chúng ta. Không phòng chống tham nhũng thì sẽ tự mình bại vong, đất nước khó mà gìn giữ. Như ngày 26 tháng 1 năm 1946, trong quốc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký và ban hành, người ghi rõ tại Điều 8 của phần phạt ăn cắp của công bị xử tử, tham ô, lãng phí và quan liêu là kẻ thù của nhân dân và chính phủ, là giặc ở trong, là giặc nội xâm. Những năm đầu đổi mới, Đảng ta xác định đấu tranh chống tham nhũng là một bộ phận cấu thành quan trọng của toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7 tháng 1 năm 1994, Đảng ta cảnh báo nghiêm khắc về nguy cơ thứ ba, đó là tham nhũng và tệ quan liêu ở tầm mức quốc nạn, một trong bốn nguy cơ đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Đại hội thứ 11 tiếp tục nhấn mạnh tham nhũng đe dọa sự ổn định phát triển của đất nước. Đại hội 12 coi tham nhũng là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước. Đến đại hội thứ 13, xác định tham nhũng là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta. Điều đó cho thấy rằng Đảng ta chưa bao giờ chủ quan, trái lại luôn luôn đặt cảnh báo về nguy cơ và sự tác hại của tệ nạn tham nhũng ở mức độ cao nhất. Chúng ta nhớ lại mùa thu năm 1950, trong khi bộ đội dân công đang dồn dập hành quân lên Cao Bằng mở chiến dịch Lê Hồng Phong giải phóng vùng biên giới Việt Trung, thì ngày 5 tháng 9 1950 ở thị xã Thái Nguyên, thủ đô kháng chiến, Tòa án binh tối cao đã mở phiên tòa đặc biệt xét xử vụ án đặc biệt. Thiếu tướng Chu Văn Tấn ngồi ghế tranh án cùng với hai hội thẩm viên là ông Phạm Ngọc Hải, giám đốc tư pháp liên khu Việt Bắc, và ông Trần Tấn, cục phó cục quân nhu. Thiếu tướng Trần Tử Bình ngồi ghế công cáo, ủy viên viện kiểm soát bây giờ, và nhiều cán bộ gốc cao của Đảng, chính quyền, quân đội nhân dân địa phương đến dự. Có ba bị cáo hầu tòa, đó là đại tá cục trưởng cục quân nhu Trần Dụ Châu và đồng bọn, với tội danh là biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến, bị đưa ra trước vành móng ngựa. Vụ án này được phát hiện từ bức thư của nhà thơ Đoàn Phú Tứ,
đại biểu Quốc hội khóa 1 gửi lên Hồ Chủ tịch. Nội dung bức thư này như sau. Gần đây, Đại tá Cục trưởng Cục Quân Nhu Trần Dụ Châu đã gây nhiều dư luận bất bình trong anh em quân đội. Châu đã dùng quyền lực ban phát ăn mặc nên Châu đã giở trò ăn cắp công quỹ. Cứ mỗi cái màn cấp cho bộ đội, Châu lại ăn bớt 2 tấc vải xô, nên cứ ngồi lên là đầu chạm đỉnh màn, còn áo trấn thủ thì Châu ăn cắp bớt bông lót rồi độn bao tải vào. Nhiều người biết đấy nhưng không dám ho he. Trước sự thật đau lòng này, Bác Hồ dứt khoát nói rằng một cái ung nhọn dẫu có đau thì cũng phải cắt bỏ, không thể để nó lây lan nguy hiểm. Trần Dụ Châu bị tòa án binh tối cao phán án tử hình, đồng thời bị tước quân hàm đại tá. Theo công lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 2 đồng bọn của Châu mỗi tên bị phạt án tù 10 năm, tử tù Trần Dụ Châu gửi đơn lên Hồ Chủ tịch xin tha tử chết. Ngày làm việc với đồng chí Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp, xét lá đơn của tử tù, Bác chỉ cho đồng chí Linh thấy một cây xoan đang héo lá úa ngọn và hỏi lý do tại sao cây xoan sắp chết. Dạ thưa bác, vì thân cây đã bị sâu đục một lỗ rất to, chảy hết nhựa rồi. Thế theo chú, muốn cứu cây ta phải làm gì? Dạ thưa bác, phải bắt giết hết những con sâu đó đi ạ. Rồi bác gật đầu nói, chú nói đúng, với loài sâu mọt đục khoét, nhân dân cũng vậy. Nếu phải giết đi một con sâu mà cứu cả được rừng cây thì việc đó là cần thiết. Hơn nữa còn là một việc làm nhân đạo. Và Hồ Chủ tịch đã bác đơn xin tha tội chết của Trần Dụ Châu. Với tình hình hiện nay, tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước đây chúng ta chủ yếu quan tâm đến những tác hại trước mắt về vật chất, kinh tế, tiền bạc. Nay chúng ta phải quan tâm nhiều hơn, nhìn rõ tác hại tiềm ẩn khôn lường của tham nhũng tiêu cực, làm hư hỏng mất cán bộ, mất niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước và chế độ, như đã từng xảy ra trong thực tiễn lịch sử thế giới. Trộm cắp về vật chất, đó là sự ô nhục, làm bại hoại quốc gia, làm nhục quốc thể cá nhân, táng tận liêm sỉ. Tham nhũng về quyền lực chính trị, về quyền lực kinh tế thì để ra dung dưỡng nhiều vụ bại, có nguy cơ làm mục rỗng nhân tâm, phá nát lòng tin, làm băng hoại quốc thể, quyền lực chính trị của nhân dân. Nhân dân trao nó, ủy quyền cho người làm công bộc của dân. Thế nhưng nếu bằng mọi thủ đoạn, những kẻ đó chiếm đoạt rồi biến quyền được giao, được ủy quyền thành quyền sở hữu, trở thành mục tiêu hành động của họ và phe nhóm dòng tộc, thì rất nguy hiểm, thậm chí làm băng hoại cả dân tộc. Khi thế lực kim tiền liên kết với quyền lực chính trị bị tha hóa, thoái hóa, thì tai họa khủng khiếp. Hậu quả có thể tiên lượng, dù trong tay ngoài địa hạt có mặt tiên lượng, nhưng nếu không kiểm soát được, không khắc chế hữu hiệu quyền lực, thì mọi thứ sẽ bị tàn phá. Những vụ đại án mà Đảng ta và pháp luật xử lý trong thời gian vừa qua, đó là một minh chứng về sự nguy hiểm trong cuộc cấu kết giữa quyền lực chính trị tha hóa, hủy bại và quyền lực kinh tế tối tăm, lũng đoạn, khi lòng dạ con người, nhất là những ai được giao trọng trách không trong sáng nữa, thì đó chính là cứ giặc nội xâm cần phải lên án và diệt trừ. Hiện nay, để thanh lọc những cán bộ của Đảng, chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khiến cho những quan chức phải ngã ngựa, phải xin rút lui vì cảm thấy không còn đủ năng lực và phẩm giá của người đảng viên. Chính vì điều này, nhiều kẻ lại cho rằng đó là tranh giành quyền lực, hay nói đúng hơn là Đảng đang bị tha hóa. Việc các cán bộ cấp cao miễn nhiệm, nhiều dư luận cho rằng đây là một việc đáng buồn khi tham nhũng quá nhiều từ trung ương cho đến địa phương. Nếu nói không buồn thì nói dối. Nhưng xin thưa với quý vị, buồn thì ít thôi mà vui thì nên nhiều. Vui vì giờ đây Đảng của ta đã chống giặc nội xâm thành bài bản, đã thành từng lớp là cẩm nang, không ai đứng ngoài cuộc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Đây là lời của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính yêu của chúng ta. Và Đảng ta đã nói là làm tới nơi tới chốn, chứ không phải nói cho vui, làm nửa vời, đánh trống bỏ rùi và vui vì sao nữa ạ? Vui vì dân chúng đứng về phía Đảng, dân ủng hộ, dân hoan nghênh, dân đồng hành cùng với Đảng trên mặt trận này. Như vậy thì mừng cho đất nước, mừng cho Đảng, mừng cho chế độ của chúng ta. Có người bình luận, thấy quan tham nhiều quá,
cho nên là sợ người dân mất niềm tin vào đảng, không nhất thiết nghĩ rằng nếu quan tham mà không bị xử lý thì dân mới mất niềm tin, còn quan tham mà bị xử lý triệt để như bây giờ thì dân mới tin, mới yêu đảng. Niềm tin của công chúng là sự trả giá của các quan tham. Như bác Trọng đã từng nói rằng, nếu anh có lòng tự trọng, có đạo đức thì anh tham nhũng làm gì? Hạnh phúc của con người không phải ở chỗ nhiều tiền lắm của, ăn ngon mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống rất tình thương và lòng nhân ái, là lẽ phải và công bằng. Vậy nên anh nào tham nhũng, lỡ nhúng chàm thì xin từ chức, đó là nhân văn chứ không phải là triệt hạ đối phương. Nên chính vì vậy, người đảm nhiệm vị trí chủ tịch nước là người hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn đã được nêu về đức, về tài, về sự tin tưởng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và của quốc hội đại diện cho cử tri cả nước. Việc các cán bộ cấp cao tự nhận thấy trách nhiệm, nhận thấy mình sai và từ chức là một điều đáng mừng đối với Việt Nam, vì Việt Nam đang ngày càng trong sạch. Thực tế cho thấy rằng, ở bất kỳ quốc gia nào cũng có tham nhũng, cũng có cán bộ làm sai. Ví dụ như Hàn Quốc chống tham nhũng vô cùng hiệu quả, đến mức không kẻ tham nhũng nào có thể yên ổn, dù là Tổng thống cũng bị sờ gáy. Hàn Quốc là nền kinh tế thứ 11 của thế giới và lớn thứ tư của châu Á trong thời gian qua, luôn bị xếp ở nhóm yếu về mức độ tham nhũng và minh bạch. Trong nhiều thập kỷ qua, nước này liên tiếp xảy ra các vụ bê bối hối lộ liên quan đến các chính trị gia, các quan chức cấp cao và các doanh nhân giàu có. Vụ bắt giữ cựu Tổng thống Ri Jong Bak gần đây đã đưa ông trở thành cựu Tổng thống Hàn Quốc thứ 5 vướng vào vòng lao lý, với các cáo buộc về hàng loạt sai phạm trong nhiệm kỳ công tác. Kể từ khi lên nắm quyền, đương kim Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong các cuộc chiến chống tham nhũng, sau khi nhà lãnh đạo thứ 5 của nước này phải đối mặt với các cáo buộc sai phạm trong thời gian cầm quyền. Chiến dịch chống tham nhũng của Tổng thống Moon nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng. Người Hàn Quốc từ lâu vẫn hy vọng có thể chấm dứt vấn nạn tham nhũng cũng như chủ nghĩa thân hữu vốn làm xói mòn hệ thống chính trị của đất nước. Người dân cũng ủng hộ cam kết của Tổng thống Moon về việc giải thể các Chaebol, những tập đoàn gia đình khổng lồ với sức ảnh hưởng mạnh nền kinh tế của Hàn Quốc. Tham nhũng là vấn nạn trên toàn thế giới, xảy ra trong mọi lĩnh vực. Tham nhũng gây ra cản trở lớn đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia và cũng là nguyên nhân gây ra đói nghèo với nhiều dân tộc. Tình trạng tham nhũng ngày càng có xu hướng phát triển sâu rộng hơn, tinh vi hơn và khó ngăn chặn hơn. Chính vì thế mà tháng 12 năm 2023, đại diện hơn 120 nước trên thế giới đã họp tại Mexico để thông qua Công ước chống tham nhũng Liên Hợp Quốc. Hiện nay đã có hơn 110 nước tham gia, trong đó có Việt Nam. Đến ngày 9 tháng 12 hàng năm là ngày quốc tế chống tham nhũng. Đánh giá mức độ tham nhũng của các nước trên thế giới có chỉ số CPI. Năm 2020, các nước ít tham nhũng nhất vẫn là Đan Mạch và New Zealand với 88 điểm trên thang điểm 100. Phần Lan, Singapore và Thụy Điển, Thụy Sĩ với 85 điểm, Úc và Hồng Kông với 77 điểm, Trung Quốc 42 điểm, Ấn Độ 40 điểm. Đứng cuối bảng là các nước Sudan và Somalia với 12 điểm trên thang điểm 100. Việt Nam của chúng ta đạt 42 điểm trên thang điểm 100, đứng thứ 77 trên 180 nước. Theo nghiên cứu của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế và Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng, hàng năm, trên thế giới có khoảng 1.000 tỷ đô la bị tham nhũng dưới dạng đưa hối lộ. Còn theo Viện Công tố Liên bang Nga, lượng tiền tham nhũng của Nga hàng năm lên tới 240 tỷ đô, chiếm khoảng 15% GDP của Nga. Chính vì vậy, các nước trên thế giới đều ra sức phòng chống tham nhũng. Với những nguy hại của tham nhũng, nước Nga cũng thành lập Hội đồng chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống do Thủ tướng đứng đầu, còn kiên quyết trừng trị kẻ tham nhũng bằng bàn tay sắt như Tổng thống Putin từng tuyên bố. Đánh mạnh vào tham nhũng là việc làm rất quan trọng của Nga trên con đường phát triển. Mỗi nước đều có cách chống tham nhũng khác nhau, và Việt Nam chúng ta đã thử nghiệm nghiên cứu mô hình đất nước gần ta nhất trong công cuộc chống tham nhũng, đó chính là Singapore. Singapore tiêu biểu cho các quốc gia chống tham nhũng hiệu quả với khẩu hiệu đó là 3 không, đó là không dám, không thể và không cần tham nhũng. Theo phân loại của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, năm 2020, Singapore đạt 85 trên 100 điểm
đứng vào hàng thứ 3 trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Singapore đạt hiệu quả đó là nhờ ý chí mạnh mẽ và quyết liệt của cơ quan quyền lực nhà nước, mà người đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Lý Quang Diệu, một người am hiểu thời cuộc và mẫu mực về trong sạch. Trong suốt thời gian làm Thủ tướng, ông cùng với các thành viên chính phủ luôn xây dựng một chính phủ trong sạch, liêm chính và quyết tâm chống tham nhũng. Ngay khi nhậm chức, ông cùng với các thành viên chính phủ đều mặc áo sơ mi trắng và quần trắng, biểu tượng cho sự thanh khiết và lương thiện. Ý chí này của ông cũng được truyền lại cho các đời tổng thống sau này. Luật phòng chống tham nhũng của Singapore được quy định chặt chẽ và cụ thể trên mọi lĩnh vực, về tổ chức bộ máy, thẩm quyền của cục trưởng và cán bộ cục điều tra chống tham nhũng với các mức hình phạt. Điều đáng chú ý là luật quy định người giữ chức vụ càng cao, khi tham nhũng thì bị xử phạt càng nặng. Đồng thời, hàng năm, cán bộ từ trung ương tới cơ sở đều phải kê khai tài sản bản thân và của vợ chồng, bao gồm thu nhập, tiền gửi tiết kiệm, tiền cổ phiếu, đồ trang sức, ô tô, nhà đất. Bất kỳ sự giàu có nào mà không giải trình rõ ràng về nguồn gốc, không tương xứng với thu nhập thì sẽ bị coi là nhận hối lộ và có thể bị tịch thu. Đây chính là nhân tố làm cho cán bộ công chức không thể tham nhũng và các bộ máy chuyên trách chống tham nhũng quyền lực hiệu quả. Đó là Cục Điều tra chống tham nhũng, Cơ quan Văn phòng Thủ tướng và trực thuộc Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Cục Điều tra chống tham nhũng do Tổng thống bổ nhiệm. Cục Điều tra chống tham nhũng thực sự là cơ quan có quyền lực, nó hoạt động gần như độc lập với cơ quan nhà nước khác và là cơ quan duy nhất được giao quyền điều tra. Mọi biểu hiện về tham nhũng trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, pháp lý và tất cả các cơ quan công quyền khu vực tư nhân và xã hội, dân sự và có thẩm quyền điều tra bất cứ ai ở trong bất cứ cương vị nào nếu bị cho là vi phạm tham nhũng. Singapore xử lý nghiêm minh và kịp thời, như thời Thủ tướng Lý Quang Diệu, nổi tiếng là người thiết diện vô tư, quyết không khoan dung với mọi hình thức vi phạm, bất kể người đó là ai, giữ chức vụ gì, giữ chức vụ ra sao. Chẳng hạn như ông Tia Trong Gan, người có thành tích lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập xây dựng nên nước Cộng hòa Singapore và là người có quan hệ cá nhân rất thân thiết với Lý Quang Diệu, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia năm 1986, khi ông này nhận hối lộ vẫn bị trừng trị theo đúng luật pháp. Đây là một trong những câu chuyện còn được nhắc lại về quyết tâm chống tham nhũng của nhà lãnh đạo Singapore. Ngoài ra còn nhiều nhân vật cấp cao khác cũng đã bị đưa ra xét xử và kết tội tham nhũng, như Bộ trưởng Phát triển Đất nước Takigan bị điều tra năm 1966 và bị cắt chức toàn bộ chức vụ. Bộ trưởng Nhà nước Quetabon cũng bị điều tra năm 1975 và bị kết án 4 năm 6 tháng tù giam. Đây là yếu tố làm công chức không dám tham nhũng, và một điều đặc biệt đó là Singapore trả lương cao. Thủ tướng Lý Quang Diệu quan niệm trả lương thấp cho cán bộ là nguy hiểm, dù đó là cảnh sát hay là nhân viên hải quan. Vì như vậy, họ phải bằng mọi cách kiếm thêm tiền để nuôi gia đình. Cũng xuất phát từ nhận thức Singapore chỉ giữ được sự trong sạch và lương thiện khi trả một mức lương tương xứng với những gì mà một người có khả năng và liêm chính có thể được hưởng khi đang điều hành một công việc. Từ quan điểm này, Singapore xây dựng chính sách tiền lương trong chính phủ là cán bộ phải sống và sống tốt bằng chính tiền lương mà sức lao động của mình làm ra và được công khai minh bạch. Thủ tướng Lý Hiển Long là nhà lãnh đạo có mức lương cao nhất thế giới và gấp 4 lần lương của người đứng thứ hai, đó là Tổng thống Mỹ. Chính điều này đã giúp thu hút được nhiều nhân tài và có đạo đức vào làm tại bộ máy nhà nước, đồng thời làm cho công chức Singapore không cần tham nhũng. Đặc biệt, Singapore còn áp dụng một giải pháp lập quỹ dự phòng tiền lương hàng tháng. Lương công chức được trích một phần theo tỷ lệ quy định để gửi vào quỹ dự phòng trung ương. Mức khởi đầu là 5% rồi tăng dần theo tỷ lệ lương, chức vụ càng cao thì tỷ lệ càng lớn. Có thể lên tới vài chục phần trăm khi nghỉ hưu thì được lấy về, nhưng nếu ai tham nhũng thì số tiền này sẽ bị trừng thu. Vâng, với những gì mà Singapore hiện là nước đứng thứ 3 về hiệu quả phòng chống tham nhũng của quốc tế, đánh giá thì đó cũng là một kinh nghiệm để cho Việt Nam chúng ta có thể tham khảo. Kính thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nước ta là một nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều phải vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều là của dân. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân. Cho nên,
bất kỳ một ai đó không còn hoặc không thể xứng đáng với chức vụ được giao mà tay chót nhúng chàm, vi phạm vào điều đảng viên không được làm thì phải trả lại quyền lực đó cho đảng, cho nhân dân. Và đây là điều hết sức bình thường trong lộ trình xây dựng nhà nước. Có lẽ cũng cần nói thêm, trong lịch sử xây dựng đảng cũng đã có thời điểm Tổng Bí thư Trường Chinh xin từ chức, ông Hoàng Quốc Việt thôi Ủy viên Bộ Chính trị, ông Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương Đảng, xuất phát từ tinh thần rất nhân văn rằng người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Đảng viên và cán bộ cũng là người, ai cũng có tính tốt và tính xấu. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm, không dám tự phê bình để cho khuyết điểm của mình chứa chất lại. Người yêu cầu đảng viên phải thường xuyên nhìn thẳng vào sự thật, phải có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm. Và qua cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thành công này, xin khẳng định Việt Nam sẽ ổn định công cuộc đốt lò. Đó là một tia sáng để đất nước ta trở thành con rồng của châu Á. Theo như những đánh giá của quốc tế, Việt Nam đang đứng thứ 35 trong nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Việt Nam đang vượt cơn gió ngược để vươn lên và sẽ có tia hy vọng trở thành con rồng châu Á trong thời gian tiếp theo. Từ trước đến nay, biết bao nhiêu vị lãnh miễn nhiệm chức vụ, nhưng chúng ta không hề mất ổn định mà nền kinh tế ngày càng đi lên, chứng tỏ phòng chống tham nhũng và tiêu cực chính là đảng muốn tạo nên một sức mạnh mới, niềm tin mới trong nhân dân, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài. Minh chứng là khi kênh đưa tin về phòng chống tham nhũng, đã có rất nhiều người tin tưởng, nhiều bình luận ủng hộ công cuộc đốt lò mang tính lịch sử của bác Trọng và bác Tô Lâm. Cầu mong cho bác Tô Lâm kính yêu của chúng ta mạnh khỏe, để bác tiếp nối công cuộc gạn cho hết đục, để bác khơi trong. Và chúng ta tin rằng, sau các bước ngoặt lịch sử này, thì đất nước chúng ta sẽ thay đổi, sẽ có phát triển mạnh mẽ hơn nữa, bền vững hơn nữa. Cũng từ cái chuyện gạn đục khơi trong này, đảng ta mới có thể tìm ra được những lãnh đạo tốt, có tâm, có tầm và có tài. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại ở phần bình luận, nhớ đăng ký kênh và ghé qua kênh mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!